Ở đây có ai muốn chuyển giới không? Nếu sinh ra bình thường như mọi người ở đây, tôi cũng không muốn đâu. Với đau đớn và nguy hiểm, vậy mà điều không ai mong muốn ấy, đối với tôi lại là ước mơ cả đời này đấy. Tôi chỉ vừa mới biết cuộc sống thực sự là như thế nào. Vừa mới biết làm đẹp, vừa mới biết rung động với một người đàn ông. Tôi chưa muốn chết đâu.